Nghịch kinh thì ăn cái gì chả được. Nhưng ăn thì có ăn ngon ngon vừa và ăn để đắt tiền thôi. Tính nào ăn đắt? Có tính nào ăn đắt mấy? Thì cứ ăn được cũng như là ngon ngon thôi chứ ăn như là ăn phở, ăn tô, ăn gì, ăn rau. Chả biết là ăn gì. Nghịch kinh thì cứ thấy là ngon ngon ngon. Thì mong ăn dầu mỡ. Ừ. Thành quả mỗi đứa, ba đứa ba cái à. Thế có xin được 10.000 mua bút không? Xin ngay. Nào mua bút nói này cô lên mua cho. Ba con này toàn xin 10.000 mua bút mà. Cứ chạy rào bắt đầu là cho 10.000 mua bút, không cho cái lại keo kiệt. Nó được còn một tí đi cùng với thằng kia thì cứ cùng với thằng kia nói mai là mấy đứa kia nó xuất hiện trời mai chắc là chết rồi ngày mai mai thì mai thứ sau học bảo là toàn trường không học à, thế là mai xuất hiện rồi đó à. Đó mà nó xuất hiện là thôi nhầm rồi phía trước là rác đây là rác thôi nó xin được tiền sau nó đi mua quả nó ăn mà. Cái này là mì tôm mà đúng không? Mấy đứa bạn anh ở nước ngoài thì cứ nhắn tin trên Facebook bảo thầy ơi thầy làm từ thiện ở trên Sapa đi. Em thấy trên Sapa sao người ta khổ thế. Mình bảo em có bao giờ 10.000 mua bút chưa? Nó lại cứ bảo là để làm từ thiện quần áo cũ ấy. Với lại là... Cũng có người như thế lắm. Nhưng mà năm nay thì chưa thấy, còn năm nào cũng có. Nó cứ nhờ anh đứng ra làm nhưng mà anh bảo thôi ngại lắm. Thế anh cứ nhử rất nhiều óc khoát cho bọn em đi. Anh chỉ cần nhận thôi. Nhử đi cho bọn em, chia nhau bọn em. Thay cái mặt điện lần nào hết thôi.